sức khỏe của bạn liệu có ổn không? Khi đột quỵ ở tuổi trẻ ngày một gia tăng, xuất hiện bệnh phổi trắng, COVID chủng mới, ung thư trẻ hóa, bệnh tật không chừa một ai, tiền có thể kiếm bất kỳ lúc nào, chỉ có sức khỏe là không thể lấy lại được một khi lao dốc. May mắn cho ai đã biết chăm sóc sức khỏe từ trước 30 tuổi và may mắn cho ai ở độ tuổi từ 40, 50, 60 vẫn kiên trì tập luyện khí công mỗi ngày để chống lão hóa lục phủ ngũ tạng và tái tạo năng lượng. Khí công có gì hay mà từ trẻ đến già đều nên đi học? Một khóa học khí công đắt sắt ra miếng cho người mới sẽ như thế nào? Nhiều người nghĩ rằng tập khí công là một môn người già, nhưng thực tế, người già cũng bỗng trẻ hóa vì phải chinh phục một buổi tập 90 phút khí công không hề đơn giản. Khởi động 13 động tác mở các khớp từ đầu xuống chân. Luyện bắp chân, cổ chân với tổ hợp 7 động tác chân. Một nền tảng vững chắc, gốc rễ cơ thể được rèn luyện, khí huyết được lưu thông. Luyện cổ vai gáy, tay chân hông lưng với tổ hợp 19 động tác kết hợp. Toàn bộ cơ xương khớp được vận hành để tạo ra một trường năng lượng chân khí bảo vệ toàn bộ cơ thể. Tất cả các động tác trên sẽ được kết hợp với phương pháp thở bốn thì để luyện thở vòng tiểu châu thiên, một bí kíp thở giúp con người khai mở nguồn năng lượng vô tận ẩn giấu bên trong. Kết thúc buổi tập để đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng sau khi được nạp khí, luyện bài thiền năng lượng trong 15 phút. Đây được gọi là tĩnh công, không chỉ để thư giãn mà chính là để thu hút năng lượng và sạc pin cơ thể. Hãy nhớ tập luyện đúng, đủ, đều. Chỉ cần sau 2 tháng tập luyện, các vấn đề sau sẽ khỏi tới 90%. Từ viêm xoang, viêm mũi dị ứng, trĩ, mất ngủ, suy nhược thị giác, đau cổ vai gáy, mỏi gối. Đặc biệt hơn, thân tâm trí luôn tràn đầy năng lượng và cân bằng nhờ luyện thở châu thiên. Khí công thần lực đang chờ đón bạn vào năm 2024, một khởi đầu mới với một sức khỏe tuyệt vời.